chúng ta sống ở quả địa cầu chẳng khác nào giống như cuốn cuồng phim mà ở trên trời ta coi rồi, còn mình là mới, mình tưởng là phim mới, cho nên không có gì gọi là sai hết. Thượng đế mà tính rồi hàng nghìn năm mà đâu phải là vừa, chỉ có Putin khôn quá đi ăn hiếp nước nó nhỏ xíu mà đánh hoài đánh không xong, cái thằng hề vậy mà cuối cùng lại thắng cái thằng khôn đó không, rồi cái nước nhỏ xíu lại thắng cái nước bự, bự nha, nó thua rồi đúng không. Rồi Trung Cộng cũng vậy, tưởng đâu mình mạnh nhất thế giới, chiếm được thế giới, cuối cùng Đài Loan chút bẻo đánh ngon xong, sắp sửa giờ cũng thua. Bây giờ là hai lên khán đài rồi, không đánh cũng chết, mà đánh cũng chết. Ở cái thế là phải đánh Trung Cộng á, nếu không đánh là nội bộ người ta đã cấm giận hết rồi, đổi rồi. Cho nên người nhân loại hôm nay mà còn nghe được tiếng nói này thức tỉnh lẹ lẹ. Con trời không có nói đùa. Chưa bao giờ nghe nói đùa. Cười chứ là thiệt không á. Quay đầu thì còn sống. Những ngày kế tiếp chết nhiều lắm. Bây giờ mình thấy những cái dự kiện miền Tây bây giờ khô, không có nước uống, không có nước xài. Có nghĩa là gì? Không có gạo ăn. Không có nước nghĩa là không có gạo, không rạn đúng không? Ăn phải mua. Nhưng mà hiện giờ chưa có chiến tranh nổ ra, nó còn giao thông đồ tới lui. Chỉ cần ví dụ như tỉnh Long Xuyên đi, mà Sài Gòn xuống Long Xuyên chỉ ngang một cái cầu Bắc Mỹ Thuận hay cầu gì chiến tranh, xe nó không tới. Long Xuyên những cái tỉnh miền Tây một ngày một đó là thiếu thứ này thiếu thứ kia là chết liền á. Con người ở bển á nó cũng y như là con cá một baby mà nằm ở trên cái nâu vậy đó, bữa nào thiếu một bình sữa là chết. Chứ nó không phải như là baby mà có nguyên cái bình sữa mà để ống hoài đâu. Thì Kiệt thường nói phải lo dự trữ thuốc men, xăng cộ, đồ ăn ngay bây giờ nè, nghe phải dự trữ. Nó sẽ có giận thua lây biển đảo, giật sập Bắc Hà Đế Kinh. Bắc Hà tức là Hà Nội, Đế Kinh là thủ đô Hà Nội đúng không? Thằng Trung Cộng nó thua biển đảo Hoàng Sa, giận lây giật sập Bắc Hà Đế Kinh. Mấy vị nói câu đó mà. Thì khi nó giật sập thì sao? Ai á, thằng phi công á, nó cũng về nó lo gia đình nó. Thằng công an nó cũng lo nhà nó. Làm gì nó có chuyện mà đi lo cho dân. Nhà ai mạnh ai nấy sống. Mày có nước thì mày uống, mày không có nước đó, thì mày làm gì đó cho uống nước tiểu cũng sống. Thì nước Việt sắp sẽ có cái trận chiến đấu khủng khiếp. Đó là vậy.